Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Thêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến nói với người rằng Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính căn cứ theo sự thật mà giải báo đường lối thiên chúa thầy chẳng cần để ý đến ai vì thầy không tay vì người nào vậy xin thầy nói cho chúng tôi biết thầy nghĩ thế nào có được phép nộp thuế cho cesare hay không chúa giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói bọn người giả hình các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ, hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng, của Cesare. Bây giờ người bảo họ rằng, vậy, cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Quý vị đang nghe bài chia sẻ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 29 mùa thường niên năm A trên kênh YouTube Lời yêu thương của Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ nhà Chúa miền Hải Ngoại. À, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, một lần nữa tôi lại xin mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em à, cầu nguyện và giúp chúng tôi quảng bá tuần tìm hiểu ơn gọi của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chú miền Hải ngoại đến các bạn trẻ tuổi từ 16 đến 32 à, chúng tôi mời các bạn đến để dành một tuần với chúng tôi để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tìm hiểu thánh ý Chúa, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đức tin, những câu chuyện ơn gọi à, và cùng nhau xem rằng một ngày sống của các linh mục của các tu sĩ tu đoàn tông đồ giáo xứ như thế nào. Để rồi hy vọng sẽ giúp các em à, tìm hiểu thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình cũng như củng cố đời sống đức tin của các em. À, hiện tại chúng tôi chỉ còn lại bốn à, à, chỗ trống mà thôi, à, cho nên à, bạn trẻ nào hay là quý phụ huynh nào muốn ghi danh cho con em của mình thì hãy mau chóng ghi danh bởi vì chúng tôi chỉ còn 4 chỗ nữa thôi. À, sau đó thì chúng tôi sẽ đóng sổ và chúng tôi không nhận thêm được nữa. À, cho nên tôi xin quý cụ hương anh chị em giúp chúng tôi quảng bá tuần tìm hiểu ơn gọi cũng như cầu nguyện cho ơn gọi của giáo hội nói chung và cho ơn gọi của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chú nói riêng à, xin chân thành cảm ơn quý vị à, thưa quý cụ hương bài anh chị em à, bài tin mừng ngày hôm nay à, tôi xin được chia thành ba ý chính như thế này à, ý thứ nhất là bài tin mừng nói rằng à, những người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến để mà gài bẫy Chúa Giêsu. À, chúng ta biết rằng người Pharisee và người à, phái Herode, họ đều là những người Do Thái, nhưng mà họ là hai nhóm người khác nhau và thông thường thì họ không ưa gì nhau cả. À, nếu mà nói về khía cạnh tôn giáo thì những người pharisiêu họ tin vào sự sống lại họ tin là có các thiên thần còn những người theo phái Herode thì không tin vào sự sống lại và cũng không tin các thiên thần à, chúng ta còn nhớ là phái Herode này vì họ không tin vào sự sống đời sau cho nên đã có lần họ đưa ra câu hỏi cắt cớ để cũng gài bẫy chúa giê xu à, khi họ nói rằng có một người phụ nữ à, lấy chồng à, rồi không có con rồi cuối cùng kết quả là bà ta lấy cả bảy anh em rồi cái người phụ nữ đó cuối cùng bảy người chết đều không có con Mà người phụ nữ chết Vậy thì nếu có sự sống đời sau lên thiên đàng Thì ai là chồng của bà à, Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện đó phải không nào à, Thế là những người hôm đây là họ tin vậy Nhưng mà ngược lại Những người pha siêu thì lại tin là Có sự sống đời sau và có thiên thần Thế là nói về phía cạnh tôn giáo Thì họ là hai nhóm có niềm tin khác nhau Rồi Nói về xã hội Nói về chính trị Thì những người pha Không ưa gì À À, đế quốc Roma không ưa thích gì những người làm việc hay cộng tác với Đế quốc Roma là những người đăng đô hộ đất nước Do Thái thời bây giờ. À, ngược lại à, những người của phái Herode thì lại những người thân cận với những người Roma à, và đôi khi họ còn làm việc cho người Roma nữa. Cho nên cả về vấn đề tôn giáo lẫn vấn đề chính trị thì hai nhóm này không ưa gì nhau. Nhưng mà ngày hôm nay vì họ thù ghét Chúa Giêsu vì họ muốn gạt bỏ chúa Giêsu ra khỏi à, cái xã hội của họ à, cho nên à, họ đã cộng tác với nhau họ đã bắt tay với nhau để làm gì để bàn mưu bắt bẻ chúa Giêsu bắt bẻ cái gì bắt bẻ chúa Giê xu về lời nói à, chúng ta thấy rằng à, khi làm con người ganh ghép ganh tị, đố kỵ lẫn nhau thì người ta có thể trở nên tàn nhẫn và gian ác như thế nào Chúng ta thấy dẫn chứng trong bài tin mừng ngày hôm nay giữa hai bè phái không ưa gì nhau nhưng mà chỉ vì ganh ghét, ganh tị, à, chỉ vì đố kỵ với Chúa Giêsu muốn gạt bỏ Chúa Giêsu cho nên họ đã cộng tác với nhau để mà âm mưu hại Chúa Giêsu và chúng ta thấy âm mưu không hại Chúa Giêsu bằng cái gì lớn lao bằng những việc làm mà chỉ bằng lời nói muốn bắt bẻ Chúa Giêsu bằng lời nói và cái âm mưu tuy rằng lời nói thôi nhưng mà rất là quan trọng là vì vì lời nói này có thể đưa Chúa Giêsu đến cái cảnh bị mất mạng, bị bắt, bị giết, bị mất mạng. Thế là họ đã bàn tính với nhau và chúng ta thấy rằng họ bàn tính, họ đã đưa ra những cái lời nịnh hót Chúa Giêsu. Họ nói như thế này: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người ngay chính căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối thiên chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì thầy không tay vị người nào. Thế là họ khen ngợi Chúa Giêsu họ nịnh hót Chúa Giêsu. Tất nhiên là những lời khen ngợi những lời nịnh hót của họ là những lời sự thật về Chúa Giêsu. Đúng, Chúa Giêsu là người công chính, Chúa Giêsu là người dạy sự thật của Thiên Chúa, Chúa Giêsu là người không có phân thiên vị ai cả. Những điều họ nói là đúng, nhưng mà họ nói những lời khen này không phải thật lòng. Mà những lời khen này chẳng qua là đang để gài bẫy Chúa Giêsu, đang dẫn Chúa Giêsu vào cái cạm bẫy mà họ đã răng ra. Chúng ta thấy qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng nhìn lại con người của chúng ta ngày hôm nay. Có thể có những lúc chúng ta cũng rất dễ vì ganh tị, vì ganh ghét, vì đố kỵ, vì muốn gạt bỏ ai đó ra khỏi nhóm của chúng ta, ra khỏi giáo xứ của chúng ta, ra khỏi giáo phận của chúng ta, ra khỏi đất nước của chúng ta. Để rồi đôi khi chúng ta cũng dù cái sự khôn lõi, sự gian manh của con người để tạo ra những cạm bẫy để mà loại bỏ lẫn nhau. Và đôi khi chúng ta dễ rằng à như vậy thì khi chúng ta loại bỏ được ai đó, chúng ta có thể bắt bẻ ai đó vì một cái lỗi nào đó trong lời nói hay trong lành động. Thì đôi khi chúng ta cho mình đắc trí, chúng ta cho mình là khôn ngoan cái khôn ngoan của con người để rồi chúng ta có thể tạo cho rằng mình đã chiến thắng và người khác đã mắc cạm bẫy, đã bị loại bỏ ra. Mỗi lần chúng ta có những suy nghĩ, những hành động như thế này, thì tôi mong rằng cả tôi cũng như ông bà, anh chị em, chúng ta hãy nhìn vào hoàn cảnh của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Để rồi chúng ta có đủ sự khiêm tốn để chúng ta hoán cải để chúng ta thấy rằng những suy nghĩ những lời nói những cạm bẫy như vậy là sai trái bởi vì chúa Giêsu, chúa chúng ta đứng cứu độ chúng ta cũng đã từng bị những người do thái thờ bấy giờ cụ thể là những người pharisiêu và những người đê trong bài tin mừng ngày hôm nay đối xử như vậy tôi nghĩ rằng chúng ta không ai muốn trở thành những con người như vậy bởi vì khi chúng ta làm như vậy đối với bất cứ một anh chị em nào thì chúng ta đang làm cho chính Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu nói đấy. Nếu anh em là làm cho một ly nước lá cho một người bé nhỏ là anh em đang làm cho chính thầy. Khi anh em làm một điều tốt cho một người nhỏ mọn là anh em đang làm cho chính thầy. Khi anh em làm một điều xấu cho một người bé nhỏ là anh em đang làm cho chính thầy. Cho nên nếu như chúng ta có những suy nghĩ, những lời nói, những hành động tạo những cạm bẫy hay là bắt bẻ người khác bằng lời nói, bằng hành động thì chúng ta phải rất là cẩn thận bởi vì chúng ta đang làm cái điều đó cho chính Chúa Giêsu. xu Tuyện Cái bài học đầu tiên tôi nghĩ trong bài tin mừng ngày hôm nay là mỗi người chúng ta phải tự khiêm tốn xét mình lại xem có bao giờ mình đã vì ganh tị, ganh ghét, đố kỵ để rồi chúng ta răng bẫy, chúng ta âm mưu để hãm hại một cá nhân hay một nhóm người nào đó bằng lời nói, bằng hành động. Điểm thứ hai chúng ta có thể lưu ý đến đó là những lời nói nịnh hót. Có thể là những lời nói thật nhưng mà nói là đúng nhưng mà nó không thật. Như Chúa Giêsu đã từng nói, có thì nói có, không thì nói không. Những lời thêm bớt là của ma quỷ. Thế là mỗi người chúng ta cũng cần phải học để suy nghĩ thật, nói thật và sống thật. Đừng gian dối hay là đừng đầu môi chót lưỡi. Nói một đàng mà nghĩ một nẻo hay nói một đàng mà làm một nẻo. Mà phải tập có sự chân thành ở trong lời nói của mình, trong việc làm của mình. Bởi vì chính Chúa Giêsu cũng nói, không có cái gì giấu giếm mà rồi sau đó không bị công bố, đặc biệt là chúng ta có thể lừa dối con người nhưng mà chúng ta không thể lừa dối thiên chúa được mà như bài à, tin mừng à, của hôm nay ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai mươi à, tám mùa thường niên đó à, chúa giêsu đã nói là à, chúng ta phải cẩn thận bởi vì à, chúng ta phải sợ đứng mà không những giết chết chúng ta được mà còn phán xét chúng ta được Rồi họ hỏi Chúa Giêsu cái gì? hỏi Chúa Giêsu rằng vậy xin thầy cho chúng tôi biết thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Đây là một câu hỏi rất là hóc búa và nó mang tính thời sự thời bấy giờ của Chúa Giêsu bởi vì chúng ta biết là người Roma đã đô hộ người Do Thái từ năm 63 trước Công nguyên, đặc biệt là năm thứ sáu sau Công nguyên À, họ đã chuất phế vua Herodeca và người Roma đã chính thức và trực tiếp cai quản người Do Thái, đặc biệt là qua một vị tổng chấn à, như chúng ta thấy thời Chúa Giêsu là vị tổng chấn à, à tô Thế là họ phải đóng thuế mà thời đó đó là người Roma bắt người Do Thái đóng ba loại thế, thuế. Loại loại thuế thuế thứ nhất đó, được gọi là thuế thổ điền. À, có nghĩa là mỗi người làm nông làm ruộng đất phải nộp 10% hoa lợi của đất đai mình làm được phải đóng thuế 10% cái thuế thứ hai đó thì được gọi là thuế lợi tức tức là mỗi người phải đóng 1% cái thuế lợi tức của mình làm được lợi cái gì phải đóng 1% thuế của mình và cái thuế thứ ba là thuế thân có nghĩa là mỗi người do Thái là đông tuổi từ 14 đến 65 phải đóng thuế thân và cái thuế thân đó thì nó trị giá khoảng một ngày công một ngày làm việc của một người. Thì cái thuế mà người Do Thái ngày hôm những người Pharisee và Herodê hỏi Chúa Giêsu rằng có được có có được phép nộp thuế cho Caesarea hay không là họ nói tới cái thuế thân. Tức đó là đóng một ngày công nó trị giá khoảng là một quan tiền hay một đồng bạc tiền của cái thời bấy giờ mà tôi nói rằng đây là cái câu hỏi của mang tính thời sự thời bây giờ là đây là lúc là rất nhiều tranh cãi rằng người do thái có nên nộp thuế cho người roma không? Bởi vì họ cho rằng nếu nộp thuế cho người roma có nghĩa là mình phục tùng chế độ roma, mình phục tùng chế độ ở đế quốc và như vậy thì cách nào đó là không có trung thành với quốc gia của mình. Mà thời bây giờ là có những nhóm gọi là nhiệt thành họ chống đối việc nộp thuế cho người roma. À, trong đó những người Pharisee -si thì cách nào đó cũng chống đối việc nộp thuế cho người Roma tuy nhiên họ chống đối một cách nhẹ nhàng hơn à, không có bạo động còn nhóm nhiệt thành thì họ chống đối người Roma một cách à, bạo lực bạo động à, còn ngược lại thì nhóm người Herod thì chắc chắn họ ủng hộ việc nộp thuế cho người Roma cho nên họ đặt câu hỏi rằng có được phép nộp thuế cho Caesar hay không Caesar là hoàng đế Roma phải không nào thì cái câu hỏi này mang tính thời sự bởi vì nó đang là cái cuộc tranh cãi là một cái 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 cái, cái, cái um, cuộc tranh cãi nóng uh, uh, của người Do Thái cái thời bấy giờ và nếu Chúa Giêsu trả lời rằng đúng cần phải nộp thuế cho người Roma thì những người nhiệt thành và có thể cả những người Phan-huy-siêu sẽ chống đối Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu rằng theo ngoại bang theo ngoại quốc ủng hộ cho đế quốc Roma còn nếu Chúa Giêsu trả lời rằng không nên nộp thuế cho người Roma thì chắc chắn đầu tiên là sẽ làm mất lòng nhóm Herode là nhóm ủng hộ cho đế quốc Roma và đặc biệt là gì? Là sẽ làm mất lòng đế quốc Roma và vì vậy Ngài có thể bị kết tội là khích động dân chúng để chống lại đế quốc và vì vậy Ngài có thể bị bắt, bị bỏ tù và bị kết án. Cho nên khi họ đặt cái câu hỏi này ra cho Chúa Giêsu là câu hỏi rất hấp vũ, đó. Trả lời có cũng không xong mà được cũng chết. Mà chúng ta thấy rằng người Pharisee và người đây là rất nhiều lần đặt ra những câu hỏi hóc búa như thế này để gài bẫy Chúa Giêsu và đã nhiều lần Chúa Giêsu đã khôn khéo, đã khôn ngoan à, để có những câu trả lời không những à, thỏa mãn, à, không bị ai mất lòng bên nào mà lại còn dạy cho họ một bài học của Thiên Chúa nữa. Tức là trong trường hợp ngày hôm nay cũng vậy họ hỏi rằng có được phép nộp thuế cho Caesar hay không thì tin mừng nói rằng gì Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ Chúa Giêsu biết được cái ý đồ của họ thế là ngài đã nói rất thẳng thắn bọn người giả hình các ngươi gài bẫy ta làm gì Và rồi Chúa Giêsu nói rằng hãy đưa cho ta xem cái đồng tiền xem nào thì chúng ta biết cái thời đồng tiền thời bây giờ nó cũng có hai loại đồng tiền một cái đồng tiền được lưu hành thường xuyên đó đồng tiền của đế quốc Roma thì trên những đồng tiền đó là có in hình của hoàng đế Roma. Và một cái loại tiền nữa là tiền uh, trong đền thờ và chỉ được sử dụng trong những phụng vụ thôi cho nên chúng ta mới nhớ là uh, trong đền thờ có những cái quán để đổi tiền. Đổi tiền là gì? Để những người ta dùng cái tiền bình thường đổi ra tiền đền thờ để mà dâng cúng đó, uh, của người Do Thái. Thì khi người ta đưa cho Chúa Jesus cái đồng bạc uh, được lưu hành bình thường thời bấy giờ thì tất nhiên có hình của hoàng đế uh, Cesare thì Chúa Giêsu hỏi rằng vậy thì đây là hình tượng biểu hiệu của ai đây? Thì họ đã mau mắn trả lời rằng của Cesare thì nhân việc đó Chúa Giêsu đã trả lời một cách rất cụ thể và thẳng thắn của Cesare thì trả cho Cesare và của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Thế là bằng một câu trả lời này Chúa Giêsu tránh được cái gài cái bẫy cạm bẫy của họ Chúa Giêsu không trả lời là có hay không mà Chúa Giêsu nhìn vào cái hình đó và nói hình của ai và nói rằng nếu là của Cesare thì trả cho Cesare của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa câu trả lời của Chúa Giêsu xem ra là đơn giản nhưng mà hết sức khôn ngoan và sâu sắc khôn ngoan là bởi vì ngài làm cho ngài không bị xa vào cảm bẫy của người Pharisee và người Herodê không làm mất lòng ai và cũng không làm mất lòng đế quốc Roma nhưng mà nó sâu sắc ở cái chỗ này thế này thứ nhất là Chúa Jesus phân biệt rõ ràng quyền thần thăng nào đó. và cái thần của trần gian hay nói cách khác Chúa Jesus phân biệt giữa nước Thiên Chúa và nước của thế gian này cái sâu sắc thứ hai đó là Chúa Jesus cũng phân tích cho chúng ta thấy được rằng sự tách biệt nhưng mà là con người chúng ta ở trần gian này chúng ta phải cố cả hai bốn phận bốn phận với trần gian và bốn phận với nước thiên đàng thì chúng ta đi từng phần một thứ nhất có lẽ chúa giêsu là một à, trong trong những người đầu tiên để phân biệt rõ ràng à, giữa à, thiên đàng và trần gian hay nói một cách cụ thể hơn là giữa giáo quyền và chính quyền. Và Chúa Giêsu bút dạy chúng ta rằng là con người của Cesare thì trả cho Cesare hay nói cách khác, chúng ta là con người, thế là chúng ta có một quốc gia, chúng ta có một đất nước, chúng ta là một công dân của một đất nước ở trần gian này. Thế là chúng ta phải có những trách nhiệm và bổn phận đối với quốc gia đó. Và Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, chính Chúa Giêsu cũng là người Do Thái đất nước do Thái là quốc gia của ngài, cho nên ngài cũng tuân giữ những luật lệ của người do Thái. Ví dụ trong tin mừng theo Thánh Luca chương số 2 câu số bốn, thế là cha mẹ Chúa Giêsu đã vâng lệnh của hoàng đế để về Bethlehem để sai khai sổ hộ khẩu. Thế là bố mẹ Chúa Giêsu đã đưa để về ông bà về Bethlehem sai hộ khẩu. Rồi Chúa Giêsu cũng là người tuân giữ luật lệ của đất nước ví dụ trong tin mừng theo Thánh Mắt Thêu, chương 17 câu 26, Chúa Giêsu đã sai phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho Chúa Giêsu và cho phêrô -rô. Rồi ngay cả khi Chúa Giêsu bị bách hại, tin mừng theo Thánh Luca chương 23 câu 22, Chúa Giêsu đã bị bắt, bị giết bởi phi la -tô. Thế Chúa Giêsu cũng chấp nhận phải ra trước tòa án của người đời chấp nhận bị xét xử, chấp nhận bị kết án dù rằng cái sự xét xử và kết án đó là bất công nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khi nhập thể làm người cũng là một con người có một quốc gia ngài cũng tuân thủ những luật lệ của quốc gia đó rồi chúng ta cũng thấy uh, trong các thư của các thánh tông đồ ví dụ như là thư của uh, thánh uh, uh, Phaolô gửi giáo đoàn Roma Chương 13 từ câu 1 đến câu 7 hay là thư thứ nhất của Thánh Phaolô uh, của tôi xin lỗi, thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương số 2, câu 13 đến câu 17, cả hai thánh tông đồ đều nói rằng là những người công dân anh chị em phải tuân phục những luật lệ, phải đóng thuế, phải kính trọng những cái người làm việc trong chính quyền và phải cầu nguyện cho các vua chúa những người trong chính quyền là đạo Công giáo của chúng ta dạy cho chúng ta là người Công giáo, chúng ta là công dân của trần gian này, chúng ta có quê hương, có đất nước của mình, chúng ta phải yêu mến quê hương tổ quốc của mình và có trách nhiệm với quê hương đất nước của mình à, từ việc tuân giữ các luật lệ cho đến việc đóng thuế. À, Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, các Thánh Tông đồ cũng đã làm gương và chỉ dạy cho chúng ta và chính công đồng Vaticano thứ hai cũng kêu gọi người tín hữu phải tham gia vào những hoạt động xã hội ví dụ phải tỏ quyền công dân của mình bằng cách đi bầu đi bỏ phiếu có tiếng nói của mình cùng tham gia xây dựng một xã hội công bằng bác ái một xã hội chân thật công lý tham gia đóng góp ý kiến tham gia bỏ phiếu bầu chọn những cái gì nó đúng những cái gì nó phải tốt cho xã hội tốt cho con người cho trách nhiệm yêu mến quê hương, cộng tác và làm việc. Rồi chúng ta cũng là công dân của nước trời nữa như Thánh Phaolô cũng nói. Anh chị em là công dân của nước trời, thế là ngoài là công dân tại thế chúng ta là còn là công dân của nước trời, thế là chúng ta phải có những trách nhiệm và bốn phận đối với giáo hội, đối với Thiên Chúa, khi chúa Giêsu nói rằng à, của sa Dê thì trả cho Dê, của thiên chúa thì trả cho thiên chúa thương bạn anh chị em thực tế thì chẳng có cái gì là không thuộc của, của thiên chúa cả tất cả trời đất buôn vật vũ trụ này đều do thiên chúa tạo dựng ra và đều do thiên chúa à, tiếp tục điều hành cho nên mọi sự đều thuộc về cả Thi, thiên chúa cả cho nên nói rằng của thiên chúa trả về cho thiên chúa thì chắc rằng cho tất cả chúng ta đều phải trả cho thiên chúa cho nên vì vậy. Chúng ta là công dân tại thế, chúng ta yêu mến quê hương tổ quốc của chúng ta, chúng ta tuân giữ những luật lệ của quê hương tổ quốc, chúng ta đóng góp xây dựng quê hương tổ quốc, tuy nhiên hy vọng rằng những cái luật lệ của quê hương tổ quốc của chúng ta không bao giờ đi ngược lại luật lệ của Thiên Chúa. Nếu trong trường hợp những luật nào đi ngược lại luật của Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa thì chúng ta phải có sự lựa chọn. Và cái sự lựa chọn đó trong sách tông đồ công vụ chương số 5 câu 29 đã nói rất rõ, phải vâng lời thiên chúa hơn vâng lời người phàm. Phải lựa chọn trên hết mọi sự và đây có thể là đây là cái câu chúng ta có hiểu là điều răng thứ nhất đấy. Phải thờ thờ phượng phải kính mến Chúa trên hết mọi sự. chúng ta cầu nguyện và chúng ta hy vọng rằng tất cả những luật pháp trong quốc gia, trong trần gian này không đi ngược lại luật pháp của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện và hy vọng rằng không bao giờ chúng ta phải lựa chọn để tuân giữ luật của Chúa hay là tuân giữ luật của quê hương đất nước của mình. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta vừa là một người công giáo tốt, vừa là một người công dân tốt, hay là tiếng việt nam sau này hay nó là tốt đạo đẹp đời đó chúng ta hy vọng và chúng ta cầu nguyện cho cái điều đó tuy nhiên như tôi nói có những lúc nếu như luật của trần gian không đi đôi với luật của thiên chúa mà lại đi ngược lại luật của thiên chúa thì chắc chắn chúng ta phải lựa chọn thiên chúa trên hết mọi sự vì đó là điều răn mà chúng ta được chỉ dạy và mọi sự đều thuộc về thiên chúa cả và thưa bạn chị em nếu như luật của trần gian luật của con người mà đi đôi mà đi đúng với luật của chúa thì đó là hạnh phúc của con người đó là hạnh phúc của xã hội đó là hạnh phúc của thế giới bởi vì luật của chúa luôn luôn là tốt cho con người là điều gì đó quý nhất mang lại cho con người cho nên khi luật lệ của con người đi ngược lại với luật lệ của thiên chúa thì con người đang tự hủy hoại mình đang hủy hoại xã hội của mình và đang làm cho giá trị của con người ngày càng mất đi. Chúng ta thấy ngày hôm nay có một số những luật lệ của trần gian đã đi ngược lại với luật lệ của Thiên Chúa. Ví dụ, ngày hôm nay khi những luật à, phá thai, à, những luật à, tử án tử hình, à, những luật về hôn nhân đồng giới hay là những luật về à, người ta chuyển đổi giới tính vân vân đó là những luật mà có thể nói rằng đi ngược lại với luật của Thiên Chúa và điều đó chúng ta không thể chấp nhận được. Và như tôi nói, khi luật của con người đi ngược lại với luật của Thiên Chúa thì chính con người đang lựa chọn hủy hoại mình và làm mất đi phẩm giá của con người. Chính luật lệ của Thiên Chúa sẽ nâng cao phẩm giá của con người và mang đến cho con người sự bình an hạnh phúc lâu dài và một nền ổn định cho xã hội. Chúng ta thấy trong lịch sử đã có những lần rất đáng tiếc khi luật của Trần gian luật con người đi ngược lại với luật của Thiên Chúa và buộc những người Kitô Hiếu phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và Trần gian. Chúng ta thấy ví dụ trong những ngày thế kỷ đầu À, khi mà đế quốc Roma cũng bách hại những người công giáo Để rồi những người công giáo phải lựa chọn trốn trôi trốn nhủi Ngay cả dưới lòng đất đã phải bị bách hại, phải chết Rồi chúng ta thấy vào những thời à, trung cổ cũng vậy Và cho đến những thời thế kỷ sau này à, Vào những thế kỷ thứ uh, 18, 19 Rất nhiều người châu Âu bị bách hại Cho nên phải rời bỏ châu Âu để chạy sang Mỹ châu Ở đất nước Hoa Kỳ bây giờ hay là chúng ta còn biết được câu chuyện nổi tiếng của thánh Thomas More cũng là một quan tế tướng trong triều đình Anh quốc thời bấy giờ dưới thời vua Henry thứ 8 khi vua Henry thứ 8 quyết định tách rời ra khỏi giáo hội và buộc tất cả dân chúng của mình cũng như bạn bè của mình những quần thần của mình phải từ bỏ đức tin công giáo thì thánh Thomas More đã quyết định để tôn sùng Thiên Chúa chứ không phải là nghe theo bạn theo vua của mình và cuối cùng ông đã phải bị bắt giam và bị giết chết hay gần gũi hơn là các thánh tự đạo việt nam của chúng ta cũng đã phải từng lựa chọn giữa thiên chúa và trần gian để rồi phải trả bằng cái giá cả mạng sống của mình không phải xa xưa mà ngay cả trong xã hội ngày hôm nay cũng vậy rất nhiều nơi rất tại nhiều quốc gia ngay cả những quốc gia mà được cho là tự do tôn giáo thì ngày hôm nay nhiều anh chị em công giáo vẫn phải đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo quyền tự do thờ phượng của mình. À, ví dụ như tại đất nước Hoa Kỳ này thì những người lính, những người đi tham gia lính của Mỹ là họ phải được báo đảm quyền tự do tôn giáo bằng cách là gì? Là dù rằng họ đi lính nhưng mà chính quyền có các linh mục có các mục sư để đến dâng lễ giải tội cho họ, họ được chu uh, toàn bốn phận tôn giáo của họ. À, nhưng mà có một số quốc gia thì không được như vậy. À, khi tham gia làm việc cho chính quyền hay khi tham gia quân đội thì hầu như họ không được uh, Uh, tham gia tôn giáo hay không được uh, sống đạo của họ nữa uh, thì cái điều đó là cái điều mà rất là khó khăn cho những người Công giáo họ yêu đất nước họ yêu quê hương đất nước họ muốn phục vụ đất nước nhưng mà bây giờ phục vụ đất nước thì họ lại không được quyền để mà tự do tôn giáo để mà sống đạo uh, không được quyền để đi lễ Dưng lễ xưng tội vân vân thì cái điều đó là cái sự thiệt thòi rất là lớn mà làm cho chăn trở cho rất nhiều người Công giáo thế là chúng ta phải cầu nguyện nhiều để rồi uh, những uh, chính quyền À, những uh, thế lực của trần gian uh, thấy được uh, ý định tốt đẹp của thiên chúa uh, thấy được những luật lệ của thiên chúa việc thờ phượng thiên chúa là việc tốt có thể làm ổn định cho xã hội uh, là nâng cao giá trị của con người uh, và làm cho con người ta biết yêu thương nhau biết yêu thương tổ quốc của họ uh, để rồi biết ủng hộ và tuân phục và tạo điều kiện cho người ta sống uh, luật lệ của chúa của giáo hội uh, cái điều đó chúng ta cầu nguyện và chúng ta hy vọng và chúng ta cũng có những tiếng nói của chúng ta bằng cách chúng ta bỏ phiếu, chúng ta tham gia những công việc đó. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, à, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ ràng thiên đàng và trần gian, giáo hội và xã hội. Giáo hội không nên bao giờ à, à, liên quan tới chính trị để rồi à, chúng ta có những ảnh hưởng với xã hội có những thời xa xưa à, thì à, giáo quyền và chính quyền đi đôi với nhau à, nó có những cái tốt nhưng mà nó cũng có những cái điều không tốt cho nên giáo hội ngày hôm nay rất rõ ràng à, chúng ta không phải là một tổ chức chính trị chúng ta không phải là một tổ chức chính trị chúa giêsu cũng nói cái điều rõ ràng cái điều đó nước của người ta không thuộc về thế gian này à, khi phi là tô hỏi chúa giêsu đấy vậy thì ông là vua hay sao à, thì chúa giêsu nói rằng ông nói như vậy và nước của ta không thuộc thế gian này cho nên giáo hội không phải là một tổ chức chính trị và không muốn tham gia để rồi có những hưởng chính trị nhưng chúng ta là những người trong xã hội chúng ta tham gia trong xã hội chúng ta cầu nguyện cho xã hội và chúng ta muốn điều tốt đẹp nhất cho giáo hội và cái điều tốt đẹp nhất cho tôi xin lỗi xã hội là chúng ta mến chúa yêu người chúng ta tuân giữ luật của Chúa và chúng ta chu toàn bốn phận công dân ở Trần gian này. Xin Đức Giêsu Kitô là đứng ngày hôm nay đã bị những người phari-siêu, những người Herode uh, theo phái Herode gài bẫy bắt bẻ trong lời nói của Ngài, giúp cho mỗi người chúng ta để đổi chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để rồi chúng ta từ bỏ đừng gài bẫy, đừng vì ganh tị ghen ghét mà gài bẫy mà bắt bẻ nhau trong lời nói trong việc làm mà hãy dùng tình Chúa tình người để đối xử với nhau thứ hai xin Đức Giêsu Kitô là đứng đã khôn ngoan để có những câu trả lời à, chính đáng và thích đáng để những bài học cho người Pharisee và người Herode theo phái Herode thời bấy giờ cũng giúp cho mỗi người chúng ta cũng biết khôn ngoan khi chúng ta ứng xử và biết lựa chọn giữa Thiên Chúa và Trần gian để rồi chúng ta biết hòa hợp giữa chính quyền và giáo quyền một cách hợp lý theo luật của Chúa, theo luật của giáo hội để có cái sự hài hòa đó và chu toàn bổn phận của một công dân tại thế và một công dân của nước trời. Và xin Đức Giêsu Kitô cũng là đứng sâu sắc đủ để cho chúng ta thấy được những điều tốt, điều hay, điều phải trong chân lý, trong luật của Ngài để rồi chúng ta cũng sâu sắc đủ trong đời sống của chúng ta để chúng ta luôn biết đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Và luôn biết tuân khiêm tốn để tuân giữ luật lệ của Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng giữ luật, luật sẽ giữ mình. Và luật của Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta đến đời sự sống hạnh phúc, đến một cuộc sống ổn định và nước thiên đàng ở đời sau. Kính chúc quý cụ của ông bà, anh chị em, một ngày Chúa Nhật tràn đầy tình yêu và sống của Thiên Chúa cũng như một tuần khôn ngoan sâu sắc và cảm nhận được ân sủng của Thiên Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của mình và xin hẹn gặp lại.